Chào mừng các em học sinh đến với tiết dạy âm nhạc trực tuyến của trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Tuần này chúng ta sẽ đến với tiết số 27, đó là học hát bài Tia Nắng Hạt Mưa, nhạc Khánh Vinh, lời thơ Lệ Bình và âm nhạc thưởng thức sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, đó là học bài hát Tia Nắng Hạt Mưa, nhạc Khánh Vinh, lời thơ Lệ Bình. Và trước khi đi vào phần học hát, chúng ta sẽ nghe giới thiệu về tác giả và tác phẩm của bài hát này. Như các em đã được thấy trên màn hình, đó là hình ảnh của nhạc sĩ Khánh Vinh. Ông sinh ngày 1 tháng 10 năm 1954, quê tại xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Tây, nay là thuộc thành phố Hà Nội. Từ năm 1973, ông đã tham gia hoạt động cách mạng ở chiến trường Đồng bằng Nam Bộ. Từ năm 1980, ông làm biên tập viên âm nhạc tại đài truyền hình Cần Thơ. Và năm 1986, ông theo học sáng tác tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1990, ông làm trưởng ban văn nghệ đài truyền hình Thành phố Cần Thơ. Và bài Tia Nắng Hạt Mưa do ông sáng tác đã giành giải A trong cuộc thi sáng tác ca khúc do báo Hoa Học Trò và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức năm 1992. Và sau đây, thầy mời các em nghe bài hát mẫu Tia Nắng Hạt Mưa với nhạc có lời. Bài hát Tia Nắng Hạt Mưa, nhạc Khánh Vinh, lời thơ Lệ Bình. Sau đây thầy sẽ chia từng đoạn từng câu cho bài hát này. Bài hát này chúng ta sẽ chia làm hai đoạn. Đoạn A, đoạn B. Trong đoạn A chúng ta sẽ chia thành 4 câu. Câu thứ nhất, các em sẽ hát hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai. Câu số 2, hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái. Và câu số 3, hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve. Và câu số 4, hình như trong từng hạt mưa có dòng lu bút đọng lại. Và đoạn B chúng ta sẽ chia làm hai câu. Câu thứ nhất, tia nắng, hạt mưa, đến phượng đỏ vô tư. Câu số 2, bạn ơi bạn hỡi, đến đừng buồn tia nắng hạt mưa.
Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em hát kết hợp gõ phách theo nhịp. Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai. Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái. Hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve. Hình như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng lại. Tia nắng hạt mưa, tia nắng hạt mưa trẻ mãi, màu hoa phượng đỏ vô tư. Bạn hỡi bạn ơi, đừng trách đừng buồn vô cớ, làm buồn tia nắng hạt mưa. Và sau đây thầy sẽ nói về phần nội dung bài hát. Bài hát Tia nắng hạt mưa với nét nhạc vui tươi trong sáng. Bài hát ca ngợi tình bạn vô tư của lứa tuổi học trò. Và thông qua bài hát này giúp cho các em học sinh có tinh thần đoàn kết yêu thương, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như trong sinh hoạt vui chơi. Sau khi chúng ta đã học xong phần học hát, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một phần nữa, đó là âm nhạc thưởng thức, sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn. Mời các em bắt đầu lắng nghe. Như các em đã thấy qua hình ảnh minh họa, các thể loại về nhạc hát gọi chung là thanh nhạc. Nhạc hát gồm có đơn ca, tốp ca, hợp xướng, song ca, đồng ca và nhạc kịch. Và đây là thể loại nhạc đàn, người ta gọi chung là khí nhạc, gồm có độc tấu là một người đàn và hòa tấu là nhiều người đàn. Sau đây là một vài câu hỏi và câu trả lời liên quan đến bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, các em hãy nêu các thể loại nhạc hát. Và đây là câu trả lời. Thứ hai, các em hãy nêu các thể loại nhạc đàn. Và đây là câu trả lời. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, thầy có một vài dặn dò. Các em học thuộc lòng bài hát Tia nắng hạt mưa, kết hợp gõ đệm theo nhịp bài hát, tập kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca, học bài âm nhạc thưởng thức, chuẩn bị trước bài tập đọc nhạc số 8 Lá thuyền ước mơ. Thầy cảm ơn các em đã tham dự tiết học online ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em.